Nay tôi mời, cấm từ chối. Cứ từ chối cũng được. Kinh nhỉ, cũng nấu nướng như ai cơ đấy. Hồi bé đi theo bà già, bà ấy có chăm đâu, toàn phải tự hết. Sau này về ở với ông nội, đến lúc ông mất thì lại phải lo cho ông Tuệ. Anh thấy tôi với anh góp gạo thử công chung có được không? Ơ, à, đi đâu đây? Đi làm. Sao đi làm sớm đấy, đã đến giờ làm đâu? Thì ăn không làm luôn. Nay cửa hàng được nghỉ sớm, tôi mua tí đồ để về nấu này. Thôi qua chỗ tôi ăn luôn đi, xong rồi chiều đi làm một thể. Thôi, đi luôn. Nay tôi mời, cấm từ chối. Cứ từ chối cũng được. Kinh nhỉ, cũng nấu nướng như ai cơ đấy. Hồi bé đi theo bà già, bà ấy có chăm đâu, toàn phải tự hết. Sau này về ở với ông nội, đến lúc ông mất thì lại phải lo cho ông Tuệ. Anh thấy tôi với anh góp gạo thử công chung có được không? Hả? Phản ứng ghê đấy, đùa tí thôi. Bóp gạo thổi cơm chung đúng nghĩa đen ấy. Chứ tôi thấy ra ngoài ăn cũng tốn kém quá. Sao tự nhiên lại phóng khoáng thế? Có gì đâu, người bỏ công thì người bỏ của. Nhặt xong rồi, để tôi đi rửa. Phải gió à? À thằng Khải, bố cứ yên tâm, kiểu gì con chả lôi được cổ nó về đây cho bố. Dạo này đối đáp gọn nha. Thằng Khải dạy mày hả? Ừ, thằng đấy tuổi gì dạy con. Người duy nhất có thể dạy được con là bố yêu của con. Cũng khéo nịnh đấy, đừng làm bố thất vọng. Vâng ạ. Sao nước lâu quá nhở? Đây, mang vào đây. Mà anh ơi, sao ngay từ đầu anh không nói với Lao Đông là thằng Chí nó về rồi để bây giờ đỡ ở loang ngoang không? Tao còn phải xem nó có tiền không đã. Tao không tin là nó bị mất cái bao lô tiền.
Anh bây giờ anh không cần phải nghi ngờ nữa. Em khẳng định với anh luôn là nó không có tiền. Chả thằng nào có tiền mà phải ngủ bờ ngủ bụi như thế cả. Em hỏi thật nhá, ngoài tiền ra thì anh với thằng Chí còn cái khúc mắc gì nữa? Thế mày nghĩ là còn gì? Thì cũng phải thâm thù đại hận gì thì anh mới phải bày cách cho người nghĩ kế răng bẫy nó như thế chứ. Thế không đau đầu nghĩ công như thế để làm cái gì? Mày có biết là bị thằng cùng hội đâm sau lưng nó đau thế nào không? Đến khi nào cái chân què của tao nó lành lại thì tao mới quên được. Nhắn với nó, một là đến gặp tao, hai là tao đến tận nhà nó ngồi chờ. Từ giờ cho đến lúc nó đến gặp tao ấy, tao cũng sẽ cho quân đến đây để ngồi chờ cùng. Chờ bao lâu tao cũng chờ được, hiểu chưa? Vợ chồng tôi chả liên quan gì tới bác Chí cả. Cậu muốn gặp bác ấy thì đi tìm bác ấy mà nói chuyện. Cậu đừng có dọa chúng tôi kiện đến cùng đấy. Nhắn với nó thế. Như nào? Mày không khác gì ông già mày nhỉ? Chỉ bắt nạt đàn bà con gái là giỏi, đến đây làm loạn không biết nhục à? Thích ý, mà gọi đông đông vào. Bác ơi, chứ còn cái loại đầu đất như mày ấy, không giải quyết được vấn đề gì đâu.